diễn viên phim A Star Is Born qua đời. Siêu sao nhạc đồng quê kim diễn viên hạng A của Hollywood, Ferris Wheaton, vừa qua đời tại nhà riêng ở Maui, Hawaii vào ngày 28 tháng 9. Tin buồn do người phát ngôn của gia đình Ebin Fallen thông báo trong một email. Ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng qua đời ở tuổi 88. Fallen cho biết Chris Wheaton đã ra đi thanh thản bên gia đình nhưng không cho biết nguyên nhân cái chết. Chris Wheaton vừa qua đời tại nhà riêng ở Maui, Hawaii vào ngày 28 tháng 9 bắt đầu từ cuối những năm 1960. Nhạc sĩ sinh ở Brownsville, Texas đã viết nên những ca khúc kinh điển như Sunday Morning Coming Down, Help Me Make It Through the Night, For the Good Time, Me and Bobby McKay. Bản thân Chris Wheaton cũng là một ca sĩ, nhưng đa số bài hát ông sáng tác được biết đến nhiều nhất khi được người khác trình bày như Ray Price hát For the Good Time hay Janis Joplin biểu diễn Me and Bobby McKay. Ông cũng đóng cặp với Ellen Burstyn trong bộ phim Alice Doesn't Lie Here Anymore của đạo diễn Martin Scorsese năm 1974, đóng cặp với Barbara Streisand trong phim ca nhạc A Star Is Born năm 1976 và với Wesley Snipes trong Blade của Marvel năm 1998. Trong sáng tác của mình, Chris Wheaton đang xen những lời nhạc dân gian phức tạp về sự cô đơn và tình yêu lãng mạn dịu dàng vào nhạc đồng quê. Với mái tóc dài, quần ống loe và những bài hát chịu ảnh hưởng của Bob Dylan, ông đại diện cho một thế hệ nhạc sĩ nhạc đồng quê sánh cùng những đồng nghiệp như Willie Nelson, John Prine và Tom Tehon. Nam diễn viên được biết đến khi đóng cùng Barbara Streisand trong phim A Star Is Born năm 1976. Như mọi thứ Chris Wheaton viết đều là chuẩn mực và tất cả chúng ta sẽ phải sống với điều đó, Willie Nelson phát biểu trong lễ trao giải do BMI tổ chức vào tháng 11 năm 2009. Trong vai trò diễn viên, Chris Wheaton đóng vai chính cùng Barbara Streisand và Ellen Burstyn, nhưng cũng thích những bộ phim cao bồi miền viễn Tây có cảnh đấu súng. Diễn xuất của ông trong vai ca sĩ nhạc rock tự hủy hoại bản thân John Norman Howe qua phim A Star Is Born đã mang về giải quả cầu vàng năm 1977. Chris Wheaton còn là một võ sĩ quyền Anh và cầu thủ bóng bầu dục đội Golden Glow khi còn học đại học, nhận bằng thạc sĩ tiếng Anh từ Merton College thuộc Đại học Oxford ở Anh. Song ông từ chối lời mời giảng dạy tại Học viện Quân sự Mỹ, West Point, New York để theo đuổi sự nghiệp sáng tác ở Nashville. Với hy vọng đột phá vào ngành công nghiệp âm nhạc, ông đã làm việc bán thời gian tại phòng thu Music Row của Columbia Records vào năm 1966, khi Bob Dylan thu âm các bản nhạc cho album Do Blow on Blow mang tính bước ngoặt. Một trong những bài hát được thu âm nhiều nhất của Chris Wheaton là Me and Bobby McKay. Được viết dựa trên lời giới thiệu của Fred Foster, người sáng lập Monument Records. Foster có một tựa bài hát trong đầu có tên là Me and Bobby McKay, được đặt theo tên một nữ thư ký trong tòa nhà ông làm việc. Chris Wheaton đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Platform Songwriter rằng ông lấy cảm hứng để viết lời bài hát về một người đàn ông và một phụ nữ trên đường cùng nhau sau khi xem bộ phim La Strada của Federico Fellini. Janis Joplin, nữ ca sĩ có mối quan hệ thân thiết với Chris Wheaton, đã thay đổi lời bài hát để biến Bobby McKay thành một người đàn ông. Bản thu âm trở thành bản hit số 1 sau khi Joplin qua đời năm 1970. Chris Wheaton và vợ Lisa có 8 người con, 7 người cháu. Những bản hit mà Chris Wheaton thu âm bao gồm Why Me, Loving Her Was Easier, Than Anything I'll Ever Do, What Close Now, Depeda Waiting For A Train, A Song Is Like Tossing và Jesus Was A Capricorn. Chris Wheaton kết hôn lần đầu với Fran Spier năm 1960, chung sống đến năm 1969. Năm 1973, ông lập gia đình với nhạc sĩ Rita Kulai. Cả hai đã có sự nghiệp song ca thành công, mang về cho họ hai giải Grammy. Hai người ly hôn vào năm 1980. Người vợ thứ ba, Lisa Mayer, kết hôn năm 1983, có với ông 8 người con. Năm 1985, ông hợp tác với Cass, Waylon Jennings và Willie Nelson để thành lập ban nhạc The Highway. Bộ tứ này đã phát hành album đầu tiên Highway Man vào năm 1985. Tiếp theo là Highway Man tháng 2 năm 1990 và The West on Forever năm 1995. Chris Wheaton đã giành được 3 giải Grammy, bao gồm ca khúc nhạc đồng quê hay nhất cho Help Me Make It Through the Night. Năm 2021, Chris Wheaton ngừng biểu diễn và thu âm, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên sân khấu với tư cách khách mời.